Thưa quý vị và các bạn, bia là một trong những môn thể thao thế mạnh của Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Trong đời sống xã hội, môn thể thao giống như trò chơi giải trí này cũng khá phổ biến ở khắp các địa phương trên cả nước. Tại Thanh Hóa, nhiều người đã lựa chọn bia như một hình thức rèn luyện thể dục thể thao, khiến bộ môn này ngày càng phát triển. Câu lạc bộ bia KK nằm trong trung tâm vui chơi văn hóa thể thao An Hưng, chính là nơi hội tụ dành cho những người đam mê môn thể thao bia. Tại đây có hơn 10 bàn bia đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Chính bởi vậy, các cầu thủ phong trào và chuyên nghiệp thường xuyên tìm đến để thư giãn và tập luyện sau những giờ làm việc căng thẳng. Bất kỳ cái thời gian nào rảnh ngoài công việc và với gia đình ra thì mình đều tìm đến bia. Mình chơi cũng khá thường xuyên. Nói chung là một tuần, thậm chí có thể là mình chơi 5-6 buổi. Nó không đơn thuần là một môn thể thao thuần túy và nó rèn luyện cho mình rất nhiều cái kỹ năng sống, rồi cái tâm lý, rồi những cái lúc áp lực trong công việc thì mình đều tìm đến bia. Em cũng tìm được đến bộ môn bia này cũng cách đây 4 năm rồi. Và ban đầu thì em cũng chỉ chơi cho vui thôi. Tuy nhiên là sau này khi mà cái niềm đam mê nó lớn dần thì em lại bắt đầu em tìm hiểu sâu hơn nữa và có đam mê thật sự bia. Giải phong trào thì em tham gia rất là nhiều rồi, tuy nhiên những cái giải đấu mang tầm cỡ quốc gia thì em cũng chưa có cơ hội để em tham gia thi đấu. Và cũng đấy cũng chính là cái ước mơ của em. Bia là trò chơi khá phổ biến khắp nơi trên địa bàn tỉnh, đi tới bất kỳ xã, phường, thị trấn, thậm chí cả những xóm làng vùng cao cũng có thể tìm thấy những bàn bia. Trò chơi này cũng khá chiều người chơi khi nó có nhiều phụ kiện hỗ trợ từ bao tay, phấn, nơ đến bóng, gậy. Thậm chí người chơi không cần mua sắm bất kỳ dụng cụ, phụ kiện nào cũng có thể tập luyện và chơi môn thể thao này thường xuyên với mức chi phí không cao. Thực tế chơi bia không chỉ giúp người chơi giải trí mà còn là một cách rèn luyện sức khỏe rất tốt. Khi thực hiện một cú đánh, gần như người chơi phải vận động toàn bộ cơ thể, kết hợp nhuần nhuyễn giữa tay, chân, lưng, vai, hông ở nhiều tư thế khác nhau, phụ thuộc vào vị trí của những viên bi. Trong quá trình chơi, các cơ thủ không những thường xuyên trong trạng thái đứng mà còn phải di chuyển rất nhiều quanh bàn bia giống như đang thực hiện môn đi bộ thể dục. Trải qua quá trình tập luyện, bộ môn này sẽ rèn cho người chơi tính cẩn thận, sự kiên nhẫn, khéo léo và trầm tĩnh. Với những lợi ích mà môn thể thao này mang lại, có thể nói bia đã thực sự là mưa làm gió không chỉ với riêng giới trẻ mà bất kỳ ai cũng có thể học và tìm hiểu về bộ môn thú vị này. Hàng ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu đều rất là lúc nào cũng full bàn thi đấu, và đặc biệt hơn nữa là trong những ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần thì luôn luôn có những top khách phải ngồi chờ bàn. Mong muốn của mình trong tương lai nữa sẽ mở thêm một cái câu lạc bộ mà có nhiều bàn hơn nữa, có thể là 15 hoặc 20 bàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa tổ chức giải thi đấu bia chính thức nào. Phần lớn các cơ thủ, những người luyện tập thường xuyên chỉ dừng lại ở mức độ giao lưu, học hỏi. Có thể nhận thấy rằng số lượng người biết chơi và mức độ phổ biến của môn thể thao này là lợi thế rất lớn để nghĩ tới việc trong tương lai không xa, bia sẽ tiếp tục phát triển và thu hút đông đảo người tham gia, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao và hoạt động giải trí tại những địa phương trong tỉnh thêm phong phú, sôi nổi, đồng thời phát hiện thêm nhiều tài năng bia đóng góp cho thể thao nước nhà, phát huy thế mạnh bia của Việt Nam trên đấu trường quốc tế.